the one who follows the crowd will usually get no further than the ground. The one who walks along is likely to find himself in places no one has ever been. Những ai chỉ đi theo đám đông thì sẽ không đi xa hơn đám đông. Những ai đi một mình thì sẽ tìm thấy chính mình ở những nơi chưa từng có ai đến. Sáng tạo chỉ đến khi bạn đứng một mình, khi bạn đi một mình, khi bạn làm việc một mình bằng tất cả trí tuệ của các bạn, bằng tất cả sự đam mê và ngọn lửa cháy bỏng trong lòng mình. Michael Jordan, hãy nhìn bức hình này. Bao nhiêu thời gian đã bỏ ra, tự bản thân mình ném không biết bao nhiêu lần quả bóng vào rổ để trở nên một huyền thoại như thế. Tiger Woods đã biết bao nhiêu đêm đánh hàng ngàn lần quả bóng gôn của mình để trở nên một siêu sao như thế. Einstein biết bao nhiêu đêm dài miết mài trong phòng riêng của mình, trong phòng làm việc của mình để sáng tạo nên thuyết tương đối. Vậy thì bạn hãy nhớ một điều quan trọng này: tất cả những thành tựu từ sự sáng tạo cá nhân chỉ sẽ đến từ cá nhân, không đến từ đám đông. Nếu bạn muốn sáng tạo nên một con đường đi riêng cho mình, nếu bạn muốn sáng tạo nên sự thành công tuyệt đối của riêng mình, phải nỗ lực cá nhân, phải đổ mồ hôi, phải sôi mồ hôi, phải nỗ lực bằng tất cả mọi nỗ lực có được trong cuộc đời của mình, bằng tất cả sức lực mà bạn có được, thì bạn mới mong đạt được sự sáng tạo cho riêng bản thân mình. Bất kỳ ai đi theo đám đông sẽ không bao giờ có thể đạt được đỉnh cao của sự sáng tạo. Sáng tạo là việc cô độc trong phòng làm việc một mình, là sự cô độc giữa trời bao la bát ngát, là sự cô độc của trái tim đam mê, của trí tuệ nhiệt thành, thì bạn mới đạt được sự sáng tạo tốt bậc cho cuộc đời của mình. Đừng bao giờ chỉ đi theo đám đông, phải biết tự mình sáng tạo nên con đường của riêng mình, cuộc đời của riêng mình và sự nghiệp của riêng mình.